khai trương không còn xa lạ với người dân Việt Nam. Việc khai trương thường xuất hiện trong những ngày đầu năm mới hay những ngày đầu tiên mở cửa hàng hoạt động các cửa hàng, công ty. Theo quan niệm dân gian, việc cúng khai trương sẽ được các vị thần phù hộ độ trì cho công việc làm ăn buôn bán thuận lợi, phát đạt. Tùy theo phong tục của từng miền, để gia chủ chuẩn bị một mâm lễ vật cúng khai trương một cách đầy đủ, đúng lễ nghi nhất. Các lễ vật thường có trong mâm cúng người miền Nam bao gồm: đầu tiên đó là chúng ta sẽ chuẩn bị 5 chén cháo trắng. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị 5 chén chè trôi nước, 5 cái dĩa xôi. Xôi có thể là xôi tam sắc, ở trên là xôi gấc, ở giữa là nhân đậu xanh. Chúng ta sẽ chuẩn bị 5 cái dĩa xôi như thế này, rất là đẹp mắt. Cùng đó là chuẩn bị một dĩa trầu cau. Trầu cau này có kèm theo vôi nha các bạn. Và một dĩa bánh kẹo. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bộ tam sen. Một cái dĩa này bao gồm thứ nhất là tôm luộc này, thịt luộc này và trứng luộc. Các bạn lưu ý rằng là tôm có thể chúng ta sẽ thay thế bằng cua cũng được nha các bạn. Và ở giữa là chúng ta sẽ bố trí một con gà luộc. Và con gà này là sẽ là gà trống, con gà ta nha các bạn. Và một dĩa ngũ quả các bạn. Ngũ quả này các bạn có thể cúng mãng cầu, xoài, sung, đu đủ hoặc dừa. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị là 3 cái cốc nước trắng và 3 cốc rượu và 2 cây đèn cầy hai bên. Hai bên cũng sẽ một bên là một hũ muối, một bên là hũ gạo và ở giữa đó là cái lư hương. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một bình hoa lớn. Hoa này có thể chúng ta sẽ để là hoa cúc hoặc là hoa đồng tiền nha các bạn. Ngoài ra nếu mà một mâm cúng lớn hơn thì chúng ta có thể chuẩn bị một con heo quay, bánh chưng này, bia này, nước ngọt này, chả lụa này. Chúng ta có thể chuẩn bị thêm như vậy để cho cái mâm cúng của chúng ta nó thịnh soạn hơn các bạn. Nghi lễ thờ cúng là một việc làm linh thiêng, cần phải được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, đầy đủ theo đúng lễ nghĩa. Thông qua clip này, kênh Phong Thủy và Sức Khỏe hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm thông tin tham khảo và chuẩn bị thật chu đáo cho mâm cúng ngày khai trương của mình.